Đây là chiếc iPhone 12 Pro Max phiên bản Singapore màu xám graphite. Theo đánh giá của kỹ thuật viên mở máy thì iPhone 12 Pro Max có khá nhiều ốp và việc mở máy cũng có phần phức tạp hơn, kể cả so với chiếc 12 Pro đã từng được mổ bụng trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất của iPhone 12 Pro Max năm nay đó chính là cụm camera sau. Sự nâng cấp về cảm biến trên camera chính cùng với đó là ống kính zoom tele đã khiến cho khu vực để module camera có kích thước rất lớn. Phần bo mạch của iPhone 12 Pro Max vẫn được thiết kế theo dạng chữ L nhưng ngắn hơn một chút so với người anh em iPhone 12 Pro vì nó phải nhường chỗ cho viên pin lớn trong thân máy. Viên pin của iPhone 12 Pro Max có hình chữ L và dung lượng 3.687 mAh, thấp hơn khoảng 10% so với người chiếc iPhone 11 Pro Max. Các linh kiện khác như động cơ dùng Taptic Engine hay module loa, cổng kết nối vẫn được bố trí như cũ, không có nhiều khác biệt. Mặt lưng của máy sẽ bao gồm mạch sạc không dây cùng với đó là vòng nam châm hỗ trợ cho kết nối MagSafe. Ngoài thiết kế các đầu nối khác nhau thì màn hình của iPhone 12 Pro Max phẳng chứ không vắt nhẹ ở viền như người tiền nhiệm.